dứt đó đó, thầu thôi dứt ba lấy đó đó, thầu 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 con nào này đã dìu lên luôn. Chú sợ nó vô cái bò không dìu bạn, bạn dìu đi, bạn dìu đi, dìu lên luôn đó 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 đó, có cá lóc từ từ bạn, từ từ rồi. Cô cá hóng môn kính chào ở nhà luôn. Hôm nay mình có đi câu đêm, câu đêm với bạn bạn Vinh với anh Tư. Để anh quay camera lại để thấy với anh đó. Thì nay mình đi câu đây là trầm mù đó, thì đầu video một chút cô chú anh chị các bạn đó, này có hai bạn chào các coi đó, anh Phương chào. Của Chi với Vinh, Vinh ở Chợ Cầu thì bạn dưới góc xưa giờ. Thì nay mình câu khu này khu trầm mù nha. Này quýnh đêm, này lâu lắm mà mình mới quýnh đêm lại. Thì đầu video một chút cô chú anh chị các bạn xem clip vui vẻ, được nhiều sức khỏe nha. Thì nay mình quýnh kênh này, trước hết quýnh kênh này, chút nữa bắt đầu quýnh theo mấy mương thơm luôn nữa nha. Không biết sao đây, rồi chút có cá ghi hình cho cả nhà xem. Này có hai cầu thủ này, không biết hai cầu thủ này sao đây. Không biết cầu thủ là có thủ cao không. Thì kênh thì nhìn thấy lắm nha. Rồi thôi cầu thủ nào quýnh cái ta vô nha, thấy cái ta đó đậu. Chút nữa có gì mình có cá bị hình. Cái thơm chín luôn à. Chín luôn ta. Rồi xuống mồi luôn cả nhà. Chiều tối rồi. Móc lỗ xong là vừa tối luôn. Uống chơi cục mồi đụng chắc trội bán cá bể đầu quá ông nội. Cá cục mồi dữ vậy. Cục đầu. À, cục đầu hả? Rồi dứt. Dê 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 ừ. Lỗ 4-5 con hả? Vậy chạy vô. Ăn ăn bạn. Lấy đội đèn bạn, đội đèn luôn bạn đèn. Đội đèn tôi dẹp ơi. Đèn luôn để thấy đường từ từ. Từ từ để vậy luôn, để luôn tôi lấy đèn luôn. Rồi mực sớm giờ mới lên nè cả nhà. Đó. Mực sớm vậy đó, nó mới được anh em nè. Em này cũng ngon à. Cũng, nói chung là này không không bự mấy. Rồi thôi gửi bạn. Cá ăn nha, lấy bạn đó lên nè, mập mập bạn, cái chừng dướng thảy giữa cầu đi từ con cá, cái cuộc quá đã cá nha ơi, quá mề lon. Rồi cá cỡ này câu đêm cỡ này là ghiền cả nha, mập tù lù luôn nè, quá đã. Ui. Rồi thôi gỡ nha, gỡ bạn ơi. Đấy. Ủa, cá mập quá nha. Quá đã. Ủa, cá mập thịt chứ. Được. Rồi, ngon. Rồi, gửi bạn nha.
cá ăn nha, lấy đó biết ngay nhỏ bạn thấy tôi đón chính xác không bạn. Tôi đón hầu đầu, tôi nói là chưa dính là tôi biết con cá này cá nhỏ không có bự. Rồi gỡ bạn. Ăn bạn, thụ thẳng đi, dứt dứt bạn, lấy rồi, lên đâu rồi, đâu rồi, cái gì vậy, cái gì vậy, chèo, trời, cái chèn hèn chi, chèn ngon đó nha, còn cái chèn quá đã, đó, cá gì quá đã, ăn nó tưởng thật lát mi, lấy bạn. Đúng rồi, đừng ra bạn, đừng ra. Ôi lâu, con cá gì bự lắm bạn. Cá trê bạn, chứ không phải cá rô. Tay, tay. Phải không? Ừ. Chứ bạn rồi đèn bạn không thấy, ăn nha. Chánh, lấy. Còn gì đấy, trời con bự á, bự. Ôi trời ơi, cá trê nha. Ôi ôi, con cá trê nè. Quá đã, cá trê luôn. Ôi ôi. Nguồn cá trê khủng luôn. Rồi lên bạn ơi, lên trên bờ gỡ cái đây rớt cái ủ. Mừng sớm nhưng mà kiếm được con này hả. Một cái trời quá đã luôn nha. Lai hay vàng hả? Vàng vàng quá đã cá. Rồi thôi gỡ bạn. Đừng đứng ra quá. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Nó tụ lại đây đóng luôn rồi. Cá ăn nha, lấy đó đó rồi bành kia nữa nha, quá đã rồi, quá đã ăn cá luôn nha. Rồi thôi gỡ mà đây rồi xét bìa. Ừ chút trăng bật đèn không kịp. Cá bự quá nha, quá đã, hôm nay toàn dính hàng khủng không nha nha. Ừ, quá đã không. Ừ, con nào lấy bành kia luôn. Thôi gửi bạn ơi, vỏ đây đâu, vỏ đây nè. Okay. Hầm tù đâu dưới có cái bực ngon lắm. Đó, giữa hai cầm cỏ đúng rồi. Ừ. Cá ăn nha. Dứt bạn. Lấy đó, khó thôi 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 thôi, con nào này đã không, cái ồ quá mê nha, nó đã ăn cá. Rồi thôi gỡ bạn ơi, mới nút mà chút lại nó tôi móc rồi ở đâu gần đó nó nhìn nút cái bọc
Thế tôi kiếm cá rô bự nó có cá lai, có cá đồng ăn nha nha. Đấy. Thơ này đúng cá đồng. Cá lai bạn ơi. Lai hay đồng? Còn lặng má đâu có yêu cá đồng. Ồ, cá mập nha. Cá, ồ, cá đồng. Cá đồng. Ồ, cá mập. À. Ừ. Đấy, cỡ bạn ơi. Ồ, con cá mập ghê. Mập lúc luôn. Cái này cá đồng hay cá lòng? Dài. Nhít vô, nhít vô, nhít vô bạn, nhít vô, nhít vô nữa, nhít vô nữa. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, nhít. Ừ, đúng rồi. Thế nãy nó mới dần. Nãy nó kéo cái từ dở lên. Ăn nha. Có dính không? Dính không? Bật đèn, bật đèn, bật đèn. Đèn tôi để như kia rồi. Cá lóc rồi, cá lóc rồi. Cái gì bự quá? Cá lóc, cá lóc. Từ từ dìu nó lên luôn. Tôi sợ nó vô cái bồn. Dìu, bạn dìu đi, bạn dìu đi. Dìu lên luôn. Đó, 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 đó. Còn cá lóc từ từ bạn, từ từ. Ôi 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 con cá lóc, cá nhà hư. Ôi ôi con cá lóc. Ôi ôi con cá lóc. Để tôi lấy đèn sáng mới được. Bạn cầm cá tôi đi lấy cái đèn coi. Ơ, nhìn thấy, thấy chết luôn á. Để lấy cái đèn sáng á, nãy giờ con bỏ cái đèn đằng đây tính ăn. Ôi ôi. Đâu rồi, đâu rồi. Ôi con cá lóc nè nha ơi. Ôi ôi. Dở con cá lên làm hình nền cái coi. Ôi trời ơi, con cá. Cầm cá bạn, bỏ cần xuống cầm cá bạn. Làm hình nền cái cho đẹp chứ. Bỏ cần ông cầm cá cho cá à? Ừ chứ giờ có thấy cá đâu. Đó đúng rồi đó, dẫn cá lên cái coi. Đó đúng rồi, làm cái hình nền cho đẹp đẽ coi. Ôi ôi cá lóc quá đã nha. Hèn chi lừa hoài. Rồi gửi nha bạn ơi. Nếu mà bên YouTube lên tiền nhiều. Ăn cá ăn nha. Dứt đó đó, thôi thôi đưa coi từ từ chạy đâu hả. Ôi con cá nè, rút luôn quá đã. Rồi gửi bạn ơi. Ăn mà đấy đó gì vậy. Rồi cái lát em nha. Đó là rồi gỡ bạn ơi. Ăn biết cái lát Phương trúng hơn quà này nha nhà ơi. Trong mương thơ mình câu quà này không ăn không... một lỗ cá quá trời, câu trong trống một lỗ dính quá trời luôn nè. Cái cũng bự cũng được, có mấy con trọng mà. À, không bự thôi. Để đừng lấy tay em. Không bự nữa, cá cũng được. Cũng có bự có nhỏ. Có bự có nhỏ. Nhưng mà lâu 5 con. Rồi, thành quả đây luôn cả nhà. Rút luôn cả nhà. Khuya rồi. Hẹn tiền hư nữa. Cá nữa nha. Thấy mềm. Đó, rồi cá quá đã không? Rồi khen tia nó hư à. Giờ thấy cá bự không à. Quá đã. Có còn cá lóc bự lắm nha.
cá lóc rồi. Quá đã ăn cá lóc. Quá mê. Rồi. Nó cắn mình luôn nha. Trời bự không. Quá đã không nha. Rồi thôi mình rút luôn. Rồi mình về tới nhà quay thành quả luôn nha. Đó. Quá đã không. Cái trình trảnh trong cái vỏ thành ra mình quay khó nha. Để nhà mình quay cho nó đẹp tí. Quá đã hay nha. Rồi thôi mình tắt máy luôn.